Ok, chiến nào. Xem nào, nhiệm vụ là gì nhỉ? Đi tìm những cái gì đấy để đắp vào đây. Đây này, như cái cửa mọi người có thể thấy ở đây. Tại vì nó có ba cái lỗ hổng. Đây là nhiệm vụ của mình là phải đi tìm. Tìm cái gì đấy. Nó nói là đi tìm những cái có cái gợi ý gì đấy. Cái này ném nó vào à? Không được. Xem nào. Không có gì. Cũng thế nhưng dài dòng hơn. Tìm một số cái manh mối nhưng mà trông chả chỗ nào giống có cái manh mối cả. Đây đúng không? Không có. Không phải rồi. Đây nè, phải đặt này. Đồ họa cho giống mức thấp thôi. Đó là nhàn. Sao sao có đỡ phải gánh nhiều. Bạn nhìn à. Nhìn gì không? Không thể nói gì. Hoài thế nhỉ. Không cho biết là mình phải làm gì cả. Thì bảo là đi tìm một số cái manh mối nhưng mà không gợi ý xem là cái manh mối nó ở đâu. Đây là cái ngộ nè. Đây đúng không? Không phải. Không phải. Làm thế nào để biết là manh mối nó ở đâu nhỉ? Đây đúng không? Đúng rồi, trên này là gì có đây rồi. Đã thấy, đã thấy. Kìa. Quay vòng rồi, xuống đây nào à? Rồi, hiểu hiểu hiểu. Bây giờ mình phải xoay cái rồi bây giờ chờ đúng nó xoay vào cái khớp của nó là mình sẽ rút ra này. Rồi được một cái rồi, chuyển này sang bên kia rồi, được. Ok, rất đơn giản, có vậy mà không nghĩ ra. Ok, là hình cái chữ gì đấy. Thấy chữ rồi thì vào mà đọc đi. Boy, what do those runes say? Chữ viết gì đấy con? It says family. Gia đình. Rồi, chữ gia đình mà trông kìa. It's the answer. What I alone can never be. Right? Use your knife and trace the runes into the sand. Really? Dùng con dao rồi mấy chữ ở lên cát à. Trong cái kia trông chẳng giống chữ ấy gì cả. À, được rồi, được rồi, được rồi. Mở cửa được rồi. Thành công rồi. Nào đi vào bên trong con trai. Vào.
chết của bố thông minh lắm. Hôm nay con xứng đáng được điểm 10. Đi học xứng đáng được cả lớp khen. Từ từ, đi bên này nhỉ. Đi bên này trước xem nào. À, cái hình gì này. Cái hình này chắc chắn nó sẽ là một cái gợi ý gì đấy. Kia đó kìa. Kia nữa. Đây nữa. Ồ không. Trông thật kinh khủng. Tìm cái mặt nạ à. Có thể những cái hình kia nó sẽ là một cái gợi ý gì đấy. Ở kia có máu. Nhưng có máu chắc chắn là sẽ phải đánh nhau rồi. Tắm cái gì trước rồi. Tìm kiếm cái gì đây. À, thích kỷ phí à. Không leo lên đây được. Thế thì bắt buộc phải đi thẳng ở chỗ này rồi. Sao không đá đâu nhỉ? Đi con trai. Let's go. Hey. Let's go. Hey. Sao nó không đi theo nhỉ? Nó cứ đứng ở đấy nhỉ? Wow. Cái gì rồi? Hãy tìm thấy cái gì rồi. Từ từ. Chỉnh cấu hình nặng lên một chút. Để Orion Gino đi. These tracks. Mày dấu chân. A boar maybe? Heo rừng. Not sure. Như vậy là tìm được con heo rừng rồi. It is important for a warrior to keep his skills sharp. Rồi, nhìn xong lại cho cô hình cấp xuống. Ok. Hình như có âm thanh gì đấy hơi hùng vĩ. Ơ kìa. Đồ đốt à. Ơ kìa. Ồ, nó dâm thế có mất máu à. Chuẩn đi con trai ơi. Từ từ xác định vị trí kẻ địch. Thấy đúng không? Ăn đòn. Chạy. Vào bụng. Ui giời. Chuẩn. Làm sao có gì à? Không ngu. Cứ thế mà làm. Cái gì đây? Cái gì đây? Đang đánh nhau mà đứng nhìn. Mà đứng cùn. Ồ người. Chạy. Không đánh được. Như bật cái cây rồi. Nhặt cái gì vậy?
Nhưng mà làm gì có XP mà ấy, 1.000 cơ mà. Khiên thì mất ít nhất là 500 XP. Bây giờ mình mới có 300, còn lâu. À, ở đây có cái What does it say? Một cái này. Ném. Một cái. Fate. Còn đây, có cái chữ C và cái chữ R nữa. Đấu ở đâu nào? Đây chắc chắn có. Không, nhầm rồi. Tìm được chữ đấy rồi. Ơ này khó này. Thế thì nó ở gần đây rồi. Không đi xuống tắm được nhỉ. Từ từ nha. Trong hang à. Trong hang hình như là mình vừa đi từ trong hang ra đúng không? 200 vàng. Máu này. Đây không phải, đây là đường đi tiếp rồi. Mình phải quay lại, mình mở được cái hòm trước đã. Không nên vội vàng. Nhận được cái gì đây? Trọng kích cổ lực. Đòn đánh diện rộng. Thủy diệt và đóng băng kẻ địch. Hát view. Không đủ ấy. 1.000 XP cơ. Tính tím là cái gì đây? Ép. Ép mềm. Máu này. À, dấu à. Bốn nạn. Bạc vụn à. Từ từ. Nếu ở đây có một cái hốc thì là xung quanh đây cũng có vài cái hốc. Từ từ xem nào. Đây hẳn là nhiều thứ hay ho lắm à. Đâu. Đây nè. À, tiền này. Cái gì đây? Không có gì. Đường đi đâu nhỉ? Bạc vụn này. Ờ, không có. Nó giấu ở đâu ấy chứ. Ừ thế nào. Một cái cuối cùng thì ở đây rồi. À kìa 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 kìa. Kìa kìa. Hai cái. Và một cái chữ C. Chắc là ngay đây rồi. Không phải. Tên này. Đây à. Lên. Ta xích xuống đi con. Ta xích xuống để ba trèo lên à. Sợ thật. Game giấu. Có cái gì đây? Boy. Dịch đi con. Chữ xấu thế này làm sao mà ba dịch được. Chắc là phải ghi lại à. Mất luôn rồi đâu đó. Thêm truyền thuyết à. Ấn nút T. Thẳng cầu Odin. Cái mình cần tìm không phải là cái này. Ê. Rồi. Một cái ở kia rồi. Một cái góc trên này. Và một cái dấu đầu tiên nữa. Chưa tìm ra vị trí. Mình cần phải tìm được cái đấy trước khi đi bước tiếp theo. Chỗ này có gì? Chỗ này có gì mà bảo hay ho? Nó đứng ở chỗ cái hòm nhưng mà nó không chỉ cho mình cách mở.
Cái hòm này thì là nó có ba cái dấu ấn. Kia là cái dấu ấn số 2. Đây là cái dấu ấn số 3. Thế còn cái dấu ấn số 1 thì là chưa rõ ở đâu. Phải mở được ba cái dấu ấn thì nó mới mở được cái hòm. Thế mà thằng con trai tôi đó bảo đây rồi. Nhanh 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 nhanh. Ôi trượt rồi, bực thế nhỉ. Đứng đây này, quăng lên kia, tung trúng, cao lên nữa à. Rồi, một cái. Đây là hai này, hai, đây ba này. Ok, mở nào. Đây là cái gì đây, quả táo đúng không? Đây là tăng máu, tăng máu. Được ba quả táo rồi. Ok, đã được tăng máu. Được có một tí thôi á. Đã được ít đi à. Cho được có một tí máu. Chả xỉ thế. Thế mà bắt tìm từ nãy giờ. Từ từ, đường đi tiếp vào đường nào nhỉ? Đường này à. Được một tiền ạ. Đây à, đường đi tiếp đây à. Thằng con mình đi vào đây. Đây nào, đường này cơ mà. Con đi đâu đây? Đi. À, chờ ăn máu à. Được chưa? Hài lòng chưa? Đi. Let's go. Mình đã bỏ sót cái gì ở đây à? Làm gì có đâu. Đi nào. Chào Kim nhá. Chào chào Kim. Đi nào. Let's go. Còn cái con lợn. Còn cái thịt của lợn ở đây. Oh. Một chú lợn. Một chú lợn rừng. Bắn nó chuẩn vào con dai nhá. Con đừng bắn lệch cho bố thất vọng lắm. Bắn mà nó keng một phát. Bắn mà keng phát luôn. Con heo này có ma thuật rồi. What do you think? It looked weirder than any boar I've ever seen. Get after it then. Không giống con heo nào mà từng thấy à. Đuổi theo đi con ơi. Lên đường. Ui, đẹp thế nhỉ. Hy vọng là mình không bỏ sót cái gì. Stay alert. Yeah, stay alert. Something else. À. Mày nấp rồi mày. Mày nấp rồi mày. Từ nha. Ấn Y mở kỹ năng này. Mở cái khiên. Kỹ năng mà. Kỹ năng của khiên đâu nhỉ. Nhấn Q để phá thế đỡ cơ địch này. Tung mình chưa mở cái gì nhỉ? Cái này có vẻ có ích này. Ok. Tàn bạo. Ok. Có cái gì mà không xuống đi nhỉ? Không có gì. Nào lên. Con nơi con dài. Con dài đâu rồi? Ê, trong này có cái gì đấy này? Trong này có một cái hòm. À đây, đường đây. Dấu à. Giọng thì giọng gốc đâu á. Không, chơi giọng này nó đẳng cấp. Giọng viết gì? Làm sao mà phải gốc? Cứ giọng này mà chiến.
tìm thấy một cái manh mối gì đấy. Còn tôi đã tìm thấy cái manh mối gì đấy ở đây. Không có gì. Hẳn là chúng có đánh nhau. Không bỏ được. Không có gì ở đây cả. Không có gì để tìm kiếm ở đây. Ồ, ra đi đằng kia mà. À, giấu đồ. 300 tiền. Bên này à? Bên này đâu? Ở đây, đây. Đánh nhau chặt đứt cả tay à, trông kinh chưa? Từ từ nha, có giấu đồ gì không đấy? À, giấu tiền à, giấu cái bọc tiền, giấu cái mặt nạ chứ, lại bỏ cái bọc tiền. Nào, đi. Con dài đâu rồi? À, chưa rồi. Ui, giải thích cả mình. Mày, nhòi. Giật hết cả mình. Tiền này. Được bao nhiêu tiền? 300 tiền, ok. Đi nào. Trông kinh thế. Here. It ran under. Nó luồn phía dưới. À, con lợn rừng vừa nãy kìa. Lại bắn tiếp à? Bắn vào đầu nha. Vừa rồi bắn vào phần thân của nó rồi. Bây giờ sẽ cố gắng là bắn vào đùi. À, bắn vào đầu, bắn vào đùi. Đấy. Chuẩn đấy. Thằng con thôi bây giờ, nó bắt đầu là có cái tác dụng rồi đấy. Tìm cái gì nhỉ? Quên con dao ạ. Vui quá, quên rồi con dao. Thông minh thế. Đâu rồi, con dài đâu rồi? Ơ, đi lạc luôn ạ, vãi trưởng. Đi lạc luôn, nhiệm vụ là tìm lại thằng con dài. Ấn F để gọi à? Boy, không thấy. Có một đường thôi. À, chỗ này có đường đúng không? Không đi được. Không chặt cây được. Phải cảnh giác. Where are you? Đây này. Nhưng mà lên đấy bằng kiểu gì? Đây. Tôi nghe tiếng bên này mà nhỉ? Ở đây đây. Bên này. Biết đâu đó cho tiền ở đây sao? Giấu đồ đúng không? Không có đồ. Nó đi ra không còn dài em không? Bên này. Nhìn khoan đã. Kiểm tra bên này. Xem game nó có giấu đồ ở đây không? Không có. Thế đi ra bên kia nào. Con trai đang ở bên này rồi. Tối thế. Nghe tiếng bên này mà. Cho to tiếng một chút là nghe nào. Không thấy đâu. Mất tích luôn rồi. Mất dấu rồi. Cứ sương mù mà đi. Không đi bên này trước. Mình chọn tay phải, mình đi bên phải trước. Thôi đằng sau. Quỳ thế. Hay. Như có gì đấy. Con dài của mình đang đi săn con lợn. Đây là chắc là bị. Phù thủy rừng xanh. Như vậy là hai bố con đi săn con lợn. Phù thủy này.
Cô thủy này muốn mình giúp cứu con lợn này. Như vậy là bà phù thủy đang cầu cứu. Phù thủy đã đang cầu cứu. I will not let him. You, the arrow cut a tight way inside him. Find both ends and hold them tightly. Start with the left side. Grab it and hold. The back. Now the right side. Hold the it tight. Grab the, hold the left end of the tight way. Now the right the side. Back. Hold it. You need Father, to grab please. And hold both. Please. Keep a steady grip. Ủa, nhiệm vụ cứ trượt trái trượt phải ra. Cứu lợn ạ, vãi trưởng thật. À, mình phải giữ chặt hai đầu. Ơ, cái căng kìa. Giữ đầu trái này. Giữ đầu phải. À, phải giữ cùng một lúc ạ, vãi trưởng. Sunan. Ok. You're a witch. Cô là phù thủy à? Phải ngu đấy. Nhìn thế thế còn hỏi. You will carry him. Hai cái con người yếu đuối. Con lợn như này mà cũng không khiêng được. Lại phải nhờ mình khiêng, khổ thật. He seems stable and calm for now. Great. Wow. This way. This way. Let's go. Kéo bước phù thủy. Ok. Lại có một con lợn khác kìa. Nó lừa mình. Nó bảo đây là con duy nhất trong cá thể của nó còn tồn tại. U rừng ẩn vi. Chắc là ẩn giấu rồi. Không chạy được. Anh là cái đi nhanh quá. Rồi. Đổi vị trí đi. Cứ bắt người ta bê con lợn này. Đổi đi, đổi đi. We're here. You live in a tree? Not in it. Nhà đâu? Bà đưa về nhà mà mãi không thấy nhà đâu cả. Ôi đừng nói kia là nhà nhá. Nhà đây à? Ôi nhà kìa. Bãi trưởng của nhà. Nhà là con rùa. Từ từ phải đi đúng đường đã. Thằng con này hiếu kỳ. Thấy những cái hay hay cứ đi trước. Để bố đằng sau ôm con lợn nhìn vất vả chưa? Trông có vẻ hơi kinh một tí. Vào nhà đây con ơi. Cứ đứng ở ngoài ấy thôi. Bận chết đi được. Ô kìa. Sắp chết đến nơi rồi. Dãy à? Ừ, chớ rồi, chớ rồi. Chớ rồi. Nhanh. Keep him still. Đu chặt. You live alone? It's better this way. Yeah, my father doesn't like people either. Boy. Well, if you don't, hold him still before he hurts himself. Giữ nó trước khi làm đau nó. Ok. Uống nước đi. Tôi cần hai thứ nữa. Nét tút tươi mọc sau cây ở nhà. Nét rút là cái gì? Ai? Tôi là tôi. Tôi biết anh là thần. Đúng rồi. Không phải ở giới diện này. About your true nature. Or his own. Mình đang tiếng Anh mà. À, tiếng Việt chuyển sang tiếng Anh. Don't take kindly to outsiders, trust me. I know. When they find you, and they will,
they'll make things difficult. À, bà này bà bảo là khi mà bọn thần ở cái vùng đất này nó mà tìm thấy mình mà thực sự là kiểu gì thì nó cũng biết, thì là nó sẽ gây khó dễ cho mình. Ok, tạm thời hiểu nôm na như vậy. I also need lamb's crest, do you mind? It's a white petal flower in my garden. Vậy đang nói tiếng Việt chuyển sang tiếng Anh. Fine. Ổn. Lamb's crest. Và điều trung chiến thật đấy. Collect the white belated flower. Mở cửa à? Không rút được rìu, định ném thử rìu ra ngoài xem có gì không, nhưng mà không được. À, trông cảnh vật rất là nên thơ. Còn dai thôi đâu rồi. Ồ, trông kinh thế. Ép. Có cái gì ở đây vậy? I mean, she lives under a turtle. Bạn thích cô ấy? We do not know if she can be trusted. She hasn't tried to kill us. Yet. Anh hiểu không? Ông con thích cái bà kia. Thích cái bà phù thủy già kia. Biết bơi không? Em thần biết bơi không? Không cho xuống nước. Không biết là có biết bơi hay không. Không hái hoa được. Thì tìm hoa khác vậy. Đây là thịt tiên chứ. À, cá. Ừ. Xin lỗi. Không biết bơi không? Nhảy xuống. Không biết bơi rồi. Cái này là thần. Thần này là thần không biết bơi. Thần này là thần đăng rồi. Thần đăng rồi. Đây à. Lụ tiền. Một bó. Quay lại chỗ Arceus. Chỉ cần một bó thôi à? À chưa đâu rồi. Con dai tôi đâu rồi? Hello. Hả? Tôi ở đây mà. Con cười nhỉ? À đây. Thẳng con phát ẩn phát hiện. À giúp. Quay lại để giúp. Would this help? I dropped it. When you were chasing the animal. Bây giờ nó mới biết là nó làm rơi con dao. If I lost it, then you did lose it. Khôn thật. I'll take better care of it from home. Bây giờ con sẽ để ý kỹ hơn. Nhiệm vụ đâu? Quay lại chỗ của phù thủy. Ok. Let's go. Mở cửa nào. Mở cửa mà muốn phá sập cái cửa luôn vậy. Có bị overload đâu mà nhìn nó giật thế nhỉ. Bực ơi là bực. Đâu rồi, phù thủy đây rồi. Hái hoa được rồi nhá. Tôi đã có hoa cho bà đây. Đây là bà chế thuốc mà cứu con lợn đi. Cái thằng này cứ hỏi con lợn nó có sống được không. Wait. Not without thanks. Tôi còn chưa trả ơn. Phải chưa? Trả ơn gì? Trả thuốc gì à? À, phải chưa? This mark will hide you from. Ký hiệu này giúp anh tránh khỏi who might make your journey difficult. Những kẻ khiến hành trình này thêm vất vả. Như vậy là bà ấy định cẩm lên người mình một cái thứ thuốc gì đấy, khiến cho các cái vị thần là không nhìn thấy mình, không phát hiện mình là đang ở đây. Mặc dù mình đã có khoảng 5 phút ở đây rồi.
ai cũng thế. Hai bố con đều được. Như vậy là không phải tị nhau nữa đâu nhá. Hai người đều giống nhau nhá. Từ từ xem, chỉnh lại cái cài đặt một chút nào. Chờ chút. Rồi, 1080. Thì sao? Sao là cài đặt thành 720 HD. Nó không được hay cho lắm. Ok, đi đường này. Rồi đi thẳng đến chỗ có ánh sáng. Đang từ trong hang. Phải đi tìm chỗ ánh sáng là đúng rồi. Bạn sự tùy duyên. Đấy chưa? Ngươi vừa nhận được la bàn. La bàn thì phía trên. Ok. And take this. You can use it to orient yourself and navigate the world. It will always không cho mình tiếp tục. Để đợi nói chuyện xong. Đến chỗ con thuyền. Cứ đi thẳng thôi. À, la bàn trên đầu rồi à. I see a boat. Hang động phù thủy. Wind cave. Mày à mày. Mày à. Ơ. 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 Ảo thế nhỉ? Mom used to tell me about them. Didn't think they were actually real. Nightmares. Yeah. I get people nightmares. Or they are nightmares. I don't remember yet. I wish I could ask. Đồ của bà kia mình chém hết. Đấy. Không sót được cái gì. Phá hủy đấy. Thật mát. Thật mát. Điều kinh bãi trưởng. Đâu mày. Ui. Cứ lùng bà lùng bùng rồi kinh bãi trưởng ra thà. Thấy cao nhỉ. Có gì ở đây không? Có cái gì ở đây không? 9 tiền. 2 tiền là 11 tiền. 12 tiền. Ở đây cái tiền đấy. Atreus, follow me. 200 tiền. Vào đây con ơi. Con dai bố đâu rồi? Không thấy đâu, thôi mình sẽ đi một mình vậy. Cái thằng con dai ấy. Đứng đây làm gì? Hình như có tiếng quái vật ở quanh đây. Canh gác hả mày? Ê, kia có cái hòm. Ở kia có cái hòm nha. Ở kia cũng có một cái. Nước chảy ở đây à? Như vậy là trước tiên mình cần phải tắt cái nguồn nước này đi đã. Như A và D để di chuyển. E là acid. Nặng không cha. Nhìn thấy còn hỏi. Không rút được gì cứ đứng hỏi. E. E để gì? À, đẩy tiếp, đẩy tiếp. Ok. Có thể đây là cái thuyền. Đẩy đi. Tôi còn nặng quá. Đứng nghỉ một lúc nữa thì chịu đấy. Do not touch the water. Đừng chạm vào nước. Do you know what is under the surface? No. It's pitch black. Then do not touch the water. Thế thì đừng có chạm vào nước. Như vậy là không được chạm vào nước. Có thể là nước độc hay cái gì đấy. Ok. Và ở đây nè. Một cái hòm. Hòm này có gì đây? Tiền à? Một cái túi màu xanh. Đó là thép mềm. Thép mềm ở trong trò này thì có thể sử dụng để nâng cấp vũ khí. Và bên kia là con dài. Cái gì đây? Tiền à? Mặt nạ. Bày được cái mặt nạ rồi. Đây là cái gì nhỉ? Thank you.
bên kia. Tôi không sang được, tại sao nhỉ? Không cho sang đâu ông ơi. Không được. Con cần cái gì? Cái kiếm nào? Mista. Bắn. Ê, không có được. Không có được nha. Không có được. Tại sao nhỉ? Làm nào để sang bên kia cơ? Không được. Ơ, khó thế này mà bắt mình chơi à? Một tiền. Không có gì. Không có một cái gì ở đây cả. Thế mà nó bắt mình đi tìm khốn khổ luôn thà. Không có một cái gì ở đây cả. Thế mà nó cứ bắt mình đi tìm đồ các thứ. Khốn khổ chưa? Thằng này vẫn loanh quanh ở đây. Có nghĩa là chỗ này vẫn chưa xong hết. Ê, trên kia phải không? Ở trên kia phải không? Mất dìu luôn. Thằng con khinh luôn kìa. Tại sao mà lại cho đường sang bên kia nhỉ? Không lấy được cái hòm kia. Ngược lại nè. Ờ, vừa lấy làm gì đi đường này đâu nhỉ? Đúng không? How is he? He needs rest, but I think he's in danger. Does he have a name? Hildas Feeny. He's been a good friend for a long time. Oh. I've never seen a boy like him. Không phải rồi. The last in this realm. He's from somewhere else entirely. Back home he could take any form he liked, but since he came here he's been stuck. Stuck as a boar? Stuck in his mind. His own true nature grows faint in his memory, like a dream. While the illusion feels more real every passing day. I'm not sure I understand. To live. Simply to live in your physical form, day after day. It's hard to resist believing you are your form. In youth, you might have had the strength to rebel, but Hildas Feeny is very, very old. Without me to remind him of home, of himself. I fear the boar is all that will remain. Sorry. Nghe nói chuyện nữa. Yes, we're going. Cứ tưởng quay lại là có cái gì quay lại để nói chuyện. Nói chuyện. Nào vậy? Giống vậy hơi kinh khủng. À, giấu đồ mày. 200 tiền. Không có gì cả. Vừa đi đường này nè. Đây là đi đường khác nè. Ê, hình như có gì đấy. Ở trong tình thế. Ê, ở đây có cái gì đấy này. Ở đây có cái gì đấy cần gạt sang bên kia. Không gạt được. Có cái gì đấy ở bên kia kìa. Ai cũng có thể nhìn thấy. Thì tôi. Một cái hòm khác. Một cái túi. Cái túi hình trái tim. Come on bùa. Tăng máu. Bùa cổ động khí huyết. Sinh lực cộng 4. Quy E là kích hoạt. Được rồi, nó có được đâu. Lừa.
biết đâu. Lừa vãi trường. Ấn QE để kích hoạt đấy cũng không được. Lừa. Yêu không phải. Bản đồ cũng không phải. Kỹ năng cũng không. Sao nhỉ? Mò. Không có gì. Đỗ Khả mà không phải. Ơ cái kia đâu rồi? Vừa nãy hình như là phần này là không phải nhỉ? Nó giấu ở đâu ấy? Ở đây may mắn thời đại đây này. Cái này thì cho phòng thủ nhiều hơn này và may mắn nhiều hơn, nhưng mà lại cho ít máu hơn. Cái này chỉ đơn thuần là tăng máu thôi. Cái này thì có mỗi cái là tăng máu và tăng một chút phòng thủ. Cái này tăng nhiều phòng thủ hơn mà nó lại là cái yếu hơn. Đây này, các bạn nhìn thấy ở đây là 135 trên 140 này. Nắp cái này vào thì nó thêm được 2 máu, nhưng mà lại giảm đi một số cái chỉ số cần thiết. Như vậy chúng ta lấy máu. Ok. Để xem nào. Không có gì. Ê, cái này không phải nha. Đây là đường đi tiếp rồi. Ừ, trước khi đi tiếp là mình cần phải tìm. Tìm cái gì? Tìm xem là cái hòm kia nó giấu cái gì. Nó giấu các cái mật mã của nó ở đâu cơ. Chứ không, bây giờ đi tiếp thì nó đơn giản quá. Đi tiếp thì nó đơn giản quá. Tôi hiểu cái hòm này này. Tôi hiểu cái này nó để làm gì này. Dường như không có tác dụng gì. Đúng thật. Đây có phải có cái gì đấy chứ nhỉ? Không được. Mình đi đến gần thì cái này nó mới sáng. Skin mới đó biết. Nhưng mà quan trọng là làm sao để sang được bờ bên kia kìa. Có thể là đi thẳng cho lại đi hay hơn. Quay lại nào con trai. Ê, ở kia cũng có đường mà. À, kìa kìa. Thì dấu ấn rồi nói à. Sang. Rồi ok. Đi nào. Như vậy là bắt buộc phải đi ở đây rồi. Bắt buộc phải đi rồi. Xin chào rồi con. Đây rồi, bố rồi. Đây có đường này.
believe I'm here, doing all this. There was a time I thought I'd never leave our woods, or even my own beds. You are not to blame for your sickness. Oh, I know. I guess I'm just saying. I'm here. This is great. Mấy ngày này chưa tắm rồi. Ok, vừa tắm xong rồi đến lượt con nhé. Mát chưa? Mát rồi hả? Ê. Mình muốn lên đây mà. Ở đây nó có cái hòm và các một số cái đồ. Nên cái thuyền này không phải là một ý tưởng hay. Bắt buộc phải đi đến chỗ kia rồi. Mình muốn lên đây để mình mở mây một số cái chỗ kia. Không được. Hay thế nhỉ? 300 mét nhỉ? Đi mà đến mai à? Theo dấu la bàn đến mục tiêu kế tiếp. Ok. Đã hiểu. Càng đi càng xa kìa. Càng đi lại càng xa. Bản đồ là chữ M. Midgard đến đây ạ. Ui vãi chưởng. Đi xa thế. À đến rồi, đến rồi, đến rồi. There's the mountain. Look how close we are. Wow. How do you know? Do you not smell it? If that smells the sea. Hình như có mùi gì đấy không ổn ở đây. Tỉnh thế. Chỉ thấy một màu tối, chả thấy màu gì cả. Thì ở đây có đường đúng không? It's Thor. Thor, God of Thunder. Khu vực đó phát hiện kiểu giới. Phát hiện cái lag luôn. Ơ từ từ. Nó bị đít. Từ từ. Từ từ vào lại đó. Để lặn xuống đi cho tí. Vào lại đó, vào lại. Đoạn này theo như hướng dẫn ở trên mạng là phải chuyển qua tiếng Anh để chơi. Cho đến khi mà nó qua cái phần đấy thì mình lại chuyển về tiếng Việt. Thì nó lại không sao, đúng rồi. Hơi cay. Chờ tí nha, chờ tí. Mọi người, anh em chờ tí. Để vào lại đó. Nghiệp dư á? Không phải nghiệp dư. Điên à? Người ta mới chơi lần đầu. Nếu mà chơi nhiều thành ma của game rồi thì nó không sao. Đây mình mới chơi. Lại phải chuyển vào tiếng Anh. Cài đặt. Buồn ngu. Ok. Tiến nào. Đang chèo thuyền thì bị văng game. Crash. Hơi cay. Hơi cay, hơi cay. Nào, ê, anh chết đâu. Ê. Let's go. I will get to the mountain quick. I just can't believe I'm here. Nhìn ở bên trên mấy cái la bàn. Nó đang từ 340 mét. Nhưng mà đi vòng vòng phía thành 600 mét. Càng đi lại càng xa. Trừ dích. I guess I'm just saying. This is great. Hơi cay. Đoạn này theo như hướng dẫn ở trên mạng là sẽ gặp cái tượng của Odin hay tượng của Thor ấy. Thì là nó sẽ bị văng game nếu như mà mình để tiếng Việt. Và vậy mình phải để tiếng Anh. Nếu mà để tiếng Anh mà không được nữa thì đấy là do nhân phẩm. Look at that. It's Thor. Lake of Min. That's right. Này. I never thought you'd listen to mother speak. À, nó vừa thì là kiểu giới đúng không? Did she speak of one who could feel my pain? Oh,
That sounds like Baldur. Baldur. An Aesir god. Son of Odin. And Odin is king. That's right. Why do you ask? Kia là một cái tay của thằng nào đấy. Thời tiết không được đẹp. Ô, con cá. Thời tiết có vẻ không được đẹp cho lắm. I think I see something. Just sitting there in the middle of the lake. Đi thẳng. Đi thẳng cho đến bức tượng. Ồ, đồng kinh bãi. Hello. I see runes there. It's chest. Can't quite make it out. Yep. Học chữ đi con. Có chữ vàng vàng thì đọc đi. Đọc đi mà thành học sinh giỏi. Sacrifice your arms to the center of the water. Cái gì đấy? Awaken again the cradle of the world. ABCXYZ. Throw our weapons into the water? Đây là bố cần ném một cái vũ khí xuống mặt nước. Are you gonna do it? Bố có dám làm như vậy không? Như vậy là sẽ ném cái rìu Leviathan xuống nước. 2, 1. The axe did not return. Như vậy là cây rìu đã không quay trở lại. Nếu mà khi chơi game ấy, mình ném đi đâu cũng được, nhưng mình gọi rìu thì rìu nó đều quay trở về. Nhưng lần này thì không. Và lần này nó đã gọi ra một con gì đấy rồi. Nó lấy gần hay con gì đấy rồi. Đúng bơi đi. Ôi đi. Ồ. Này khoan đã, có bức tượng nha. Vừa nãy không phải là chỉ là một bức tay đâu. Vừa nãy là nguyên cả một bức. It's the world serpent. Kinh thế. Hơn là bên trái của mình đang là một bức tượng của cái gì đấy. And there's a statue of Thor. Nhìn này, đây chính là lý do vừa nãy mình bị văng game. The water dropped. Tượng này là tượng của Thor. Oh, Thor là gì? Thor, cầm búa mà. Cầm búa chắc là tượng của Thor rồi. And there's the mountain. Look it. That building leads from the foot of the mountain to that golden temple. It was all just under the surface. Mình ở đây. Except for the statue. Đây là sẽ quay trở lại và nhìn cái tượng Thor. There's even a dock. There. À, ở chỗ lá cờ sẽ nó có một cái mũi tên nhỉ. We're going to the dock first, right? Ủa, những bức tượng này. Ông chiến nhỉ. Who knows how long? You know of that serpent? He's one of the giants. And he's so big he's wrapped around. Lưu lại. On the whole world and bites his own. Đây là đi đâu đây? An exaggeration. Đi thẳng ở phía trước. 50 mét. Look pretty big to me. Ủa, như vậy là mình đã đến được Midgard rồi. Vừa nãy là mình ở khu vực mình đâu nhỉ? Mình đây à? Mình đang đây, vừa nãy là mình ở khu vực này là mình ở trong hang. Ok. Lên đường. A very long time. Lưu. Bây giờ chuyển lại tiếng Việt. Return to main menu. Chuyển lại tiếng Việt xem nào. Không biết là có bị đít hay không. Đang quick 17 nút. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7. Kế tiếp.
Ok. Ui, tôi bước tận chiến không chịu được. À, kia là Thor rồi. Thor, kia là Thor. Như vậy game này sẽ được chơi với Thor. Không biết bơi, hẳn nhưng không biết bơi. Ê khoan nha, ở đây có cái gì đấy không ổn. Is this the way to the mountain? Đây có phải đường lên núi không? If it isn't the bearded beaver, it is sexy. Mày nói đây. If I got something for you too. Brock? Brock? But how did you... None of your fucking business. Now get in here, I got something for you. And don't go making pig eyes at my spot. Không có chuyện được cái thằng người lùn nè. Nó là một thằng anh trai của nó là đi làm ra cây rìu của mình. What do you think he wants? To test our patience. When word gets out about my new shop, folks will finally come out of hiding. They'll be clawing all over each other just to catch a whiff of my wares. You watch. You rust around like that everywhere? Yeesh. Ôi đi phiên luôn à, vai trưởng. Thật là hảo giác. Catch. Bắt lại. The pile of rocks there. Ông đá bên kia. With that key of Yggdrasil, you can open a magic door to the branches of the world tree. A shortcut between the realms. If you ever see a mountain in the world, use it to get back to me quick. But it's only one way. Straight back here and nowhere else. And whatever you do, never, never, ever. Lest you want death. Nôm na là như vậy. I don't see us wanting that. Nôm na là như vậy. Tìm đường lên tháp. Nói chuyện thêm. Error đó gì? E đi. Let's get you squared away then. E để đúc này. Em một cửa hàng này có gì không? Điều Leviathan. Ui. Chịu khó đấy. Có vẻ là nâng cấp hơi... Có vẻ là nâng cấp hơi bị tạ tốn một tí. Nâng cái gì ông đã chỉ xuống này. Nâng cái gì không thấy từ điểm của cái khác này thì ai mà dám nâng. Nâng bừa một cái đi. Nâng bừa cái này nha. Chuôi à? À, bây giờ mới có chuôi rìu này. Mỗi cái chuôi nó sẽ có một cái đặc điểm khác nhau nhá. Tay cầm hồi phục uốn lượn. Tay cầm phục hồi nặng nề. Chuôi uốn lượn. Cái này sẽ tăng cổ lực. Nặng nề nó hơi thiên về sức mạnh, nó hơi thiên về nam một chút. Nó may mắn là cái gì kia kìa. Có nhỉ. Bây giờ nó đây là hiện mô tả. Mô tả. Bây giờ là cần phải tìm xem cổ lực là tăng sát thương của đòn đánh thường và nguyên tố, tăng cơ hội kích hoạt trợ năng, đấy là phần may mắn, tăng XP và bạc nhận được. Vãi trưởng ạ, thì ra nâng cái mà may mắn thì là nhặt được nhiều vàng hơn. Mà game logic thế. Sau đây cái uốn lượn đi. Đọc ở đây thì có vẻ là cái uốn lượn này là cái ngon nhất rồi.
không nói nhiều nâng cấp luôn. Ê, từ từ, nếu mà mình chọn cái này thì là cái kia bị tác nhiên bị giảm, như vậy là nó không stack với nhau được. Stack có nghĩa là nó không thể kiểu nó kết hợp với nhau được ấy. Ban một lớp phòng hộ vô địch trong vài giây khi máu giảm xuống mức báo động, tạm tăng sức mạnh. Không cần phòng thủ và sinh lực, sức mạnh và phòng thủ. Vâng, mình lấy sinh lực hơn chứ. Lấy sinh lực nâng cấp. Ok, lấy cái sinh lực vẫn hơn chứ, sống dài hơn. Ủa, cái này mất 5.000 ạ, vãi trưởng thật. Cái này thì giảm đam, cái này thì tăng đam. There's quality material. Rate you're going might last a day. Nâng cấp. Tốn thế rồi. Ủa. But why take chances? Tốn quá. Tốn thật sự luôn hả? 59 đam rồi. Ok. Ủa. Ở của mình là cái này mà. Mình có phải kiên định đâu, mình là cô đọc khí huyết. Ok. Phụ gia là cái gì? À, khảm. Cổ vật cộng 3. À, cổ lực. Vật chất mua hết. Đang có tiền mua hết. Uy hiếp. Vitality. Tinh lực. Ok. Mua hết, mấy ngày mua hết. Có 1.000 thôi mà mua hết. Ok. Không còn gì để mua nữa rồi. Nào, tiến tiếp thôi. Đây là bán đi. Đây là vật phẩm thất lạc. Crap. Nâng cấp kiểu Leviathan. Phải cần một ngọn lửa băng giá. Vãi trưởng. Hơi bị cục xúc nha. Cảm giác may mắn ạ. Vãi trưởng. Muốn cờ cờ gì nữa? Cái sao vậy? Và dịch vãi trưởng. I wasn't about to nói nhiều mày. Ê. Cái này đúng không? Boy. Right behind you. Đúng rồi, chỉ còn một đường thôi. Không có con quái nào nhỉ? Để mình thử test thử đi. Gì vậy xem nè. Sau khi nâng cấp nó có gì không? Thiếu này. Các bạn có thể nhìn thấy thiếu này. Nó có 3 cái ngoe. Ở đây chỉ có 2 cái thôi. Như vậy là phải đi tìm một cái ngoe ở đâu đấy. Có thể là ở quanh đây thôi. Ui, đã bắt chết chim luôn ạ, vãi trưởng. Hơi kinh nha. Từ từ. Hình như vừa có cái gì đấy nháy đỏ đỏ. Như vậy là đồng nghĩa với việc. Ây da, đây. Trốn. À, ta vừa nhìn thấy cái gì đỏ đỏ mà. Chưa chết đúng không? Đi đòn đúng không? A à, người à? With luck, that tower leads. Rồi, được 2 mấy XP. Trời ơi, anh muốn chết luôn mà được có 2 mấy XP ạ.
Ủa, cá nhảy lên bờ, vãi trưởng. Hello. Đứng nhìn ra có sâu không? Ủa, cũng sâu ấy chứ, thế mà nó nhảy được lên bờ mới giỏi. Cá này vô địch đấy. Cá này đẳng cấp. Vẩy mão hà trần gian ạ, hello. Mở hòm. Cứ mở hòm trước. Mọi việc tính sau. Mở ra phần bản đồ mới. Vừa nãy là mình ở chỗ này à? Đây, vừa nãy mình ở đây. Mình ở chỗ cái cờ này. Ui, hoàn thành 0% luôn. Hello. Tại sao vậy? Ờ, đi đâu vậy? Cứu. Ngài cứu. À, xuống lấy tiền thôi. Từ từ á. Sao nó lại đơn giản thế nhỉ? Trên tàu hơn à? Nước rút để lộ ra nhiều bờ biển à? Thử đến tìm kiếm xem có gì không. Từ từ quay lại đằng này nào. Không lẽ là mình phải hạ cả hai cái bên này xuống à? Ước gì được chu du thế này cùng mẹ. Thằng bé là có vẻ nhớ mẹ. Vô bờ bến. Quay lại đây nè. Ừ, sẽ quay lại đây. Vào. Lên. Quay lại đây xong mình sẽ quay lại cái phần vừa kia. Ok. Phần chiến tranh mà như kiểu là đi chợ vậy. Vừa rồi là mở bên trái rồi nhá. Bây giờ là sẽ mở bên phải này. Bây giờ sẽ đi bên phải xuống này. Yep. Còn không biết mấy chữ này. Vãi trưởng dịch. Mất thời gian đấy. Cái này. Vừa rồi là bên kia xuống rồi đúng không? Đúng rồi, bây giờ bên này. Phải có lên không thằng kia? Đây. Ở đây cơ mà. Vào đi. Ồ, nhanh thế. Chỉ được thế là nhanh nha. Ê, từ từ nha. Bên này có đường đi lên nè. Bên này có đường đi lên. Ok. Đi, có dài đâu. Lại tìm thấy bến đỗ mới à? Trông hơi kinh một tí. Kéo lên này. Từ từ nha. Mình gửi bên kia sang. E để làm gì? Nhà để đi xuống khu vực ẩn. Tháp canh. Tháp canh này. Tháp canh à. Không được. À, vãi trưởng nhỉ. May mà mình đẳng cấp. Từ từ. Nếu có gì đấy không ổn. Ở đây nó lại vứt cho mình một cái thuyền. Như vậy là tí nữa mình sẽ phải quay trở lại đằng kia. Focus up. Tập trung. Một số. Sau. Quay. Đánh đòn rồi. Lửa phía trên. Ở đâu? Be ready. Đấy, thằng kia đâu có ích kìa. Mình vừa đánh cái xô ở trên này. Nó rơi xuống đây. Nhìn thấy tiền như thế này. Như thế này chỉ cần cúi người xuống và thò cái tay vào là nhặt được rồi. Thế mà nhìn xem. Không cho nhặt. Rất nhà quê. Mình phải đi tiếp. Yep. Ở đây là một cái cặp sừng gì đấy rồi. À một cái thành vẽ. Cái kiểu cặp sừng đó. Xin lỗi. Bản đồ à. Thể hiện nhật ký. Bản đồ kho báu ạ. Phần thưởng là một phụ gia quý hiếm, một hợp kim, 5 thép cứng và 6.000 tiền. Quá hấp dẫn. Từ từ nha, kia có một cái à. Không dùng
được. Lên con dài, dài bố đâu? Ê, sao đứng đấy vậy? Không biết làm gì nữa. Tưởng tượng của thần đây không biết là tượng của Odin hay là tượng của Thor nhỉ? Từ từ nha, không thể lên đây được. Đây có, à đây 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 đây. Rồi. Từ từ, một này, một cái này, hai cái, ba cái này, ok. Đây là một cái gì đấy? Một cái này, hai cái này, nhanh nhanh đưa lên. Rồi, hay quá. Mình phục mình thế nhỉ? Hòm này có gì nè? Một cái túi gì đấy, túi máu. Rồi, như vậy xong. Trên kia có gì thế à? À, có một cái hòm. Có một cái này này này. Ồ, được 6 tiền ạ. Vãi trưởng hỏi trên kia có gì thế? Ừ nha. Bắt buộc phải đi thuyền rồi, lại đi. Ta phải đi thuyền. À, đúng rồi. Bây giờ lại đi thuyền về. Bây giờ. Từ từ. Đi thuyền về chỗ bến đỗ và lại đi lên đây này. Bây giờ cái cổng, cái cửa kia nó mở ra rồi. Ok. Đã chẳng thật đồ dịch thế. Đây lại bến đỗ rồi. Mấy bức tượng kia sáng như ai đúc? Phạm Phú Dũng đúc hết rồi. Câu dễ như thế mà cũng phải hỏi. Vòng vèo phết nhỉ. Nhẽ ra mình làm mạch nhiệm vụ chính ấy, mình đi kia là xong rồi. Good find. Thịt thịt. Không phải. Rồi như vậy là sẽ tiếp tục đi theo con đường này. Bây giờ thì cái cổng kia là nó sẽ sắp mở ra rồi. Mình sẽ không chọn cái phương án là đi vào cái cổng viên đá xanh ở trong nhà. Ê. Cái chữ E ở đây mà. Chữ E đâu? Đây rồi. Bây giờ làm gì? Để tới nha, phải nhìn đã. Không phải. À, đẩy cái này để mở cửa. Biết rồi nha. Đúng, không phải. Cái này kéo thì nó lên. Xong rồi kéo thì nó xuống. Như vậy vẫn thiếu cái gì đấy. Đúng rồi, nhìn đây. Ở đây có ba cái ngoe nè. Nó có ba cái cây nó thòi ra. Bây giờ mình phải đi tìm một cái nữa mình lắp vào để cho nó đủ bộ. Mà tìm ở đâu thì không ai nói. À, con chim xanh, con chim xanh. Ừ, không ném được. Ui. Người nhà quê. Mấy cái này con vẫn chưa đọc được. Xoay cái gì đây? Lại đẩy cái này lên à? Em không cần, không cần. Không cần, không cần. Game gì vậy thầy á? Đây là game God of War nhá. Phần chiến tranh. God of War. Ôi, kinh đấy. Từ từ. Đông đấy. Nhầm. Vẫn còn, vẫn còn. Từ từ, như bật cái cây ra nhỉ? Bực thế nhỉ? Mày đánh con trai tao à? Mày là Mickey. Đọc chữ con. Con trai bố đâu rồi? Đọc chữ nào. I still can't read these. Bực thế nhỉ? Chữ này con vẫn chưa đọc được. Cái này. I told you. Con nói rồi. Back with the cipher. Có rồi mà. Mày ngu mày. Mày
này mà về. I still can't con chưa đọc được. Ngu người. Đứng đấy. Hãy đứng đấy. Đứng đấy. Rồi học được tốn tiền. Poison. Ê chung. Kinh vãi. Bài học mới. Giữ để hiện nhật ký. Có vẻ là trông hơi kinh ở đây. Đây là một cái phong ấn gì đấy, mình có thể đi vào và có thể là mình sẽ mất máu. À, đây có đường đi. They smell awful. Your mother called them scorpions. Poison magic. She was the one who showed me how to disable them. It's just funny to think of her teaching you something. Yes. Sure is fine. Another door. Đâu hơi nguy hiểm. Should no. À, thằng này là thằng anh em của thằng Brock này. Thằng này là anh em của thằng Brock. Tindery. How did you come by that? Tindery và Brock. That is my concern. Hai người thợ rèn đã rèn ra cái rìu của mình. Cái rìu mình đang đeo sau lưng này. I know that blade. It was one of ours, but rìu Leviathan. Leviathan. Step aside. I can't. Nói chuyện hơi lâu nha. The woman we made it for, I was, well, I am quite fond of her, and I would be somewhat displeased if it turns out that you did something to her. It was my mother's. She left it for me before she died. Face dead? Chết rồi. I'm very, very sorry to hear that. Rất xin lỗi khi phải nghe về điều này. She was a fierce warrior. Đây là một chiến binh và là một người phụ nữ tốt bụng. Một chiến binh từ khôi và một người phụ nữ tốt bụng. Okay. Okay. I will make improvements to the axe. Rồi sẽ giúp anh coi như là nâng cấp cây rìu này lên. Nobody asked you to. Well, it's true, but knowing your mother. She would have insisted I repair that act of vandalism perpetrated against her axe by my... My mom was on the line, didn't you turn her on the line? I knew it. You are Brock's brother. The other half of the brand's here. The blue one is your brother. Yes. Though my talents are vastly superior. No boast. I swear to Freya. I love Freya. Do not undo his work. Improve upon it only. Không được phá những gì hắn ta đã làm, chỉ cải tiến thêm. Okay. Yeah, but can you put it down over there? That handle is no. Filthy. Okay then, I will just. Ui đó cái gì đó nè. Oh. Oh. Bây giờ làm gì nhỉ? Bây giờ đi vào và nâng cấp tiếp đúng không? Oh, is that dried blood? Oh. So, what were you working on?
Oh, that. I call it the Sky Mover. Just up that mountain waits a treasure trove of rare resources. Once I mine it, I'll need a way to bring it all down. And you know how to fix it? Not even a little. Anh chuyện đi. Nghe để tiền. Vào việc thôi. Thì hay đấy. Thôi đi thay đấy. Đá hồi sinh cơ bản. Có rất nhiều loại đá hồi sinh như Arceus, tức là huy chuối. Thì chỉ có thể mang một viên một lần để mua lại đá hồi sinh khác. Ông bố phải bỏ viên đang dùng, dùng nó khi chiến đấu hoặc bán ở cửa hàng. Ok, 10.000 phải chưa? Không, ý tôi là 1.000 phải đắt. Gì đây? Đá hồi sinh thì sẽ hiển thị ở đây. Ok. Thằng này đang bán mỗi đấy kìa. Còn gì khác không? Để nâng cấp gì thế nào? Leviathan không được. Tùng Talot cũng không được. Bao tên. Rút giảm thời gian rút tên. Ủa 5.000 đó. Thấy chưa? Cắt. Nghe nó mà xạo quá hắt hơi luôn. Ôi, như vậy là cứ mỗi lần nâng cấp một cái bộ phận giáp này lên là sẽ bị giảm cái may mắn. Ơ, buồn cười nhỉ. What can I do for you? Something else for you then? Tôi dìu mình lấy cái nào nhỉ? Tôi dìu mình lấy cái nào không biết. Tôi chiến nặng nè. Nặng nè, phải chẳng nặng nè. Tại sao mình phải có thể đọc như thế nhỉ? Cái nào cũng giảm xuống rồi. Ờ, không cộng nữa. Giảm như vậy là đủ rồi. Tiếp tiếp nào. 200m. Đi có vẻ hơi xa một chút. Không phá được cái gì ở đây cả. Máu. À, ở đây có cái gì đấy. Ê. Ơ. Ờ. Nào đây. Liều chết, liều chết. Hai thằng. Thằng thứ ba. Bây giờ hình như bật Việt cây rồi. Cứ mỗi lần ấn Ctrl để ném rìu là rất dễ bị ấn vào Việt cây. Lươn, lươn, lươn. Lươn, lươn. Đỡ ngay. Ăn đòn. Đằng sau có đúng không? Lươn ạ. À. Lươn. Ôi ném trượt rồi. Đây à. Lươn. 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 Trượt rồi. Lươn. 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 Lươn mày. À, vẫn còn ạ. À. Đông đấy. Đâu ơi. Kìa. Hấp. Hấp mày. Hấp, chơi mà trên hấp. Gì đây? Nghe để trèo lên à. Quá nặng trèo. Đi tìm hiểu xung quanh đã. Nhiều tiền đấy nhỉ. Ý thì nâng cấp mới được. À, phải chọn đúng cái hình của nó. Bây giờ là hình
Đây là cái đầu tiên này. Cái đầu tiên là cái này rồi. Cái thứ hai đã xong. Bây giờ cái thứ ba là cái hình chữ B ngược. Ui, bên kia có hai ông chọc cổ ạ, trông kinh thế. Đang trốn rồi, đỡ kinh, trông kinh lắm. Ui, ý mất máu này. Ý đi vào trên này mất máu oan. Mình đã đi mình nhặt rìu về. Xem ra là bị mất máu mất nửa cây luôn ạ. Sao thế? Đây đúng không? Không được. Cái này thì bị khóa. Ném ra để mở nhỉ? Đây đúng không? Không phải. Ném mất mất rìu luôn. Điều thế nhỉ? Phải khóa cái này vào để đi xuống thôi. Tự nhiên mất nửa cây máu luôn. Từ từ nha. Từ từ. Có tiền. Một bọc tiền. Máu này. Còn máu này. Đâu thế? Hay đã đi đằng này nhỉ? Đằng này chưa đi. À, đằng này có đồ. Wow. Được 300 tiền. À, đằng này. Ở đây. À, chữ B ngang này. Rồi, xong. Như vậy đã mở được cái hòm rồi. Nào, lên mở hòm thôi. Hòm đây rồi. Ok. Có cái gì bên trong nè? Lại là một quả táo. À không phải quả táo. Đây là tù và. Tù và này để tăng nộ. Nộ ở đâu? Nộ là ở cái thanh dưới thanh máu. Nộ là ở dưới thanh máu. Bố thì đi giải quét, con thì đứng đây sưởi ấm ạ. Ồn thế. Đi đây nè. Chỗ này vẫn chưa được. À, sau này có cái hòm. Hay lắm. Giấu à. Chưa được, nó vẫn còn đang bị khói kìa. Không mở được cái này nhỉ. Thứ gì đó mà chúng ta chưa có ạ, à, vãi trưởng. Sao mà không nói sớm, thằng con biến tử. Không nói sớm. Thời gian ở đây vãi. Ê, có cái cáp treo nha. Ở trên kia đi xuống. Như vậy bây giờ mình cần phải đi lên trên kia thì mình mới giải được cái quest này. Lồ dịch thế nhỉ. Chuẩn bị ở đây. I can't tell. Are we getting chúng ta còn đang tiếp cận ngọn núi không nhỉ? Bên phải trước.
tiền. Phải gặp cái con này nhé. Kìa, bực thế nhỉ. Cái con này mình không đánh được nó. À, đấy, mày bắn đấy. Ê chưa? Chưa xe cả, bắn dài thế. R. Rồi, F chứ, để ơn, R. Q F. Đấy, ấn nút F thì thằng con mình nó mới bắn. Từ đấy thì ấn nút Q, ấn nhầm nút. Làm sao phải cẩn thận. Chưa được, yếu thế, yếu như tên. Hết. Xong. Bảo hang nữa, cái trưởng thật. Cái nhiệm vụ là dễ hơn không? Nhiệm vụ toàn nhiệm vụ khó ấy. Ở đây lại có một cái cửa bị khóa. Lại là một cái cửa bị khóa, vãi trưởng thật. Bất công đi vào chưa? À, đây đấy. Ui giời ơi. Đây đấy. Không ấn được. Được. Thế vậy phải đi vào đây rồi. Chả biết là cái gì. Chả đường đi lên này. Hay chẳng thật. This last leg up the mountain that maybe I can carry her. Em có gì quay trở về. Why? She meant more to me than you anyway. What? I just meant I spent more time with her. You were off hunting her. It would serve you to stop talking. Tôi có thói ông đấy à? Nhìn à, nhìn à. Ờ, để xem ném vào đây sớm. Ê, ở đây thông tin chưa? Khô luôn rồi mà. Có một cái bọc tiền. Máu. Máu sẽ để dành. Để cho cái hành trình tiếp theo. Vừa nói xong. Không đi sang được. Đây thì đã được có một nửa, còn một nửa bên kia không được. Từ từ như vậy là mình phải cần đến hai cái thiết bị có thể đóng băng ở cái chỗ kia lại. Đó hết lửa này và nhặt hòn. À một cái túi. À một cái giáp vai ạ. Hay đấy. Tăng hồi chiêu nhưng mà giảm sát thương. Rồi chỉ cần đam với lại ấy thôi, đam với phòng thủ thôi, mấy cái kia chắc không cần đâu. Nhận được một thép mềm. Hả?
Ui, kinh thế. Ê, ở đây có cái chữ gì thế này? Cái cửa này không mở được. Đây đây. Không được. Không được. Đấy sao nhỉ? Có vẻ là hơi bị hạt bí rồi đấy. Đến đây là hơi bị hạt bí rồi. À, ngu người. Mở hòm nào. Mở hòm phép đâu. Hòm này hơi nặng một tí. Chắc là nhiều đồ lắm đây. Heo trắng tung kích. Đòn hút nhanh tiếp nối bằng một cú hất gây tốt được bảo vệ trong lúc hút. Ủa học mất 1.000 ạ. Phải chưa? Học con hai cái này là mất 2.000 XP. Trong khi đấy mình mới có 300. Đây là trên này đã xong. Trên này không có gì cả. Có thể mình sẽ cần phải nắm hết cái này. Không được. Không được, không được nha. Không được nha. Thằng kia rét to à. Con này đi xuống đi. Xuống núi con này. Xuống núi nào con này. Kinh thế. Đồ họa xịn thật. Có thể ném đúng vào cái mỏng của nó kìa. Bay gì vậy? Cứ phải ném đúng cái mỏng này nó mới giải độc được. Đám nào rồi nhỉ? Đường này chưa đi. Đường này chưa đi. Đường này chưa đi. Ở đây là đoạn đầu tiên mà đúng không? Cái bên kia, bên kia. Đây đoạn này chưa đi. Bây giờ có gì không thành rồi. Con dài đi theo mình mà nó ung thư luôn. Đây có tiền. Đây nhặt tiền đó. Mình này sẽ tăng cooldown. À đây là bộ thần bí. Bộ thần bí là nó sẽ tăng cái giảm hồi chiêu. Nhưng mình không cần. Cái mình cần là, cái mình cần là sát thương vật lý và phòng thủ. Chứ mình không cần cái cooldown. Tăng điều vào đây. Đi qua chỗ này. Thằng này đứng cái ung thư luôn á. Thái tưởng tối hết đang đứng. Đi nào. Mình dưới rồi. Đồng tình chưa kìa. Đeo cổ à. Đeo cổ ổn đeo không đến. Đồng dưới. Thằng chiến tranh và thằng con vô dụng. Thằng con này thì ở phần trước tôi đã đặt tên là Huy Chuối. Thằng Huy Chuối là có vẻ là hơi bị vô dụng một tí. Thì không được nha, vẫn phải đi trên kia xuống. Làm ơn cẩn thận, tôi vẫn đang sửa. Đầu chọc lần cuối. À, ở nút 3 là tiên nè. Là nút quy rồi nhỉ, bây giờ nút ba cũng được rồi. Vẫn khóa này.
phải lên trên. Ở một cái góc nào đấy mình vẫn chưa hoàn thiện được cái phần nó yêu cầu. Hay đấy nhỉ. Mình còn vèo vãi. Mày còn đi qua mấy cái chỗ bốc mùi nữa. Bên này là đi kịch rồi. Có một cái cửa bị khóa. Đây. Đây nè, không được. Biết đâu lại tìm được thứ gì đó hư được ở đây. Quay lại thôi á. Nhiều trí đấy nhỉ. Không có gì ở đây cả. Thằng con đâu rồi? Ở đây à, chẳng nhẽ mắc kẹt, mắc kẹt đây à. Hay là vào hang. Hay vào hang nó có cửa khóa mà. Đây hình cái khóa luôn này. Khóa kỹ khóa. Cái thằng con trai bất tài vô dụng. Đã không giúp được cái gì thôi, đi theo cứ nói linh ta linh tinh. Sao đây lại có cái cửa nhỉ? Đi lại đây một phát lại một vòng rồi xem mình có bỏ rơi gì không nè. Chắc là không bỏ rơi cái gì đâu nhưng mà quay lại thì là mọi thứ đó vẫn cứ thiếu. Mày giấu rồi mày. Mày giấu đồ. 300 tiền. Chẳng có gì cả. Đây chắc là hết rồi. À kìa 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 kìa. Kìa kìa. Đi bên dưới. Nó không cho đi. Tại sao nó để cái hòm gỗ ở đấy nhỉ? À, về cái này đi ạ, phải trưởng thật. Vừa đấy nó không có. Ui, rồi nốt à. Anh ta chết luôn.
I can see why Mom wanted us to bring her here. Indeed. Mẹ nhớ mẹ. Ủa, đỉnh núi kìa. Bao giờ mới được lên hết kia đỉnh núi kìa. Bất tiện là đi hết đỉnh núi đấy đúng không? Wonder if Sindri knows the Sky Mover is tangled with roots up here. I doubt it. So how's he going to get it to work? I do not care. Ờ, nó bị phong ấn này. Anh phải có công cụ tốt hơn nè. Ê khoan đã, phải đi về nâng cấp cái gì đã. Mình đi tiếp là có thể là mình sai lầm đấy. Đi tiếp có thể là sai lầm. Phải về nâng cấp cái gì đã. Nhưng trước khi nâng cấp phải lưu đã. Mai đang ngỏm phát là thôi luôn. Nhiệm vụ đã chỉ lên núi thôi. Nếu như mà mình không nhầm ấy thì đi cốt truyện thì là mình lên được đỉnh núi thì là sẽ là hết game. Có khi là mình lên được đỉnh núi là end game, bởi vì sao? Cái ước nguyện của bà mẹ trước khi chết là được nằm ở trên được hai bố con đưa lên đỉnh núi. Có thể là vậy rồi. Chỗ này vẫn chưa mở được. Không mở được cái vá. À, sao? Atreus, to me. Come to me. Okay. Let's go. Way back home. Từ đã, đừng xuống đâu nhỉ. Để nâng cấp cái diều lên level 3 nào. Hơi bị khó khăn một chút nhưng mà phải cố gắng vậy. Thằng này nó vẫn đang rèn cái gì ấy nhỉ. Wait, no, yes, yes. Ồ, không được vào đi á. Được cho ăn đòn luôn. Ừ, trừ 14 điểm sức mạnh ạ. Nhưng mà tăng được 2 điểm phòng thủ và 10 điểm hồi chiêu có khi là không cần. Giáp tay à? Giáp tay chỉ có một cái. Trừ 8 đam ạ, nhưng mà tăng 6 phòng thủ. Tăng thẳng đấy nhỉ. Oh, that's fine. I'm always happy to chat. Nâng cấp cái diều level 3 nè. Bye bye, thần rồi. Đấy, tăng 15 đam kìa. Từ 15. On again, but if he does, tell him to temper his steel longer. He's warping the bit work. Oh, mãi chưa lên được level này. Lại cần tiếp một ngọn lửa băng giá. Cổ lực. Không được. Các cái cổ lực không khói được. Yes, my young man. Ui. Thằng này sang chảnh ấy, nâng cấp cái giáp của nó mất 10.000 tiền. Trong khi nâng cấp của mình chỉ có 3-4.000.
1 đam nhưng mà giảm 4 may mắn. Cái này thì tăng phòng thủ nhưng mà lại trừ đam. Lấy cái này đi. Up. Rồi, nâng cấp nhân vật. Tay ở đây nâng cấp là rút hắt 58 bao tay ra heo à, như vậy là giáp ngực giáp thông. Thế thì mình phải nâng cấp cái này. Đúng rồi. Đấy, nó phải theo ấy của nó. Trời ơi, từ đấy là không biết. I think that's a keeper. Từ đấy là không biết. Vừa đấy là cái gì nhỉ? How about you, young one? Đây nè. Da heo là giáp tay này, giáp thông này. Thế thì bây giờ chỉ còn giáp tay, giáp thông rồi, còn giáp ngực thôi. Giáp ngực, ôi trừ 14 nam ạ, à, căng thẳng thế nhỉ. Thôi, bắt buộc phải rồi. Bởi vì đó là giáp mà. Bắt buộc phải mặc thôi. I'm fine. Em cho có giáp ngực này. Ôi, thiếu mấy chục tiền này, hay chưa? Nó quá tay luôn. Đi kiếm mấy con quái hay cái gì đánh nè. Kiếm mấy cái này đánh để cho nó nổ ra tiền này. Thiếu có 4 mấy vàng, thiếu 4 mấy bạc ý. Ta có thể nâng cấp được cái kia. Khoan, bây giờ mình sẽ đi lên cái chỗ vừa nãy. Lưu. Mặc cái áo trông đần độn thế nhỉ. Ôi, nhầm đường. Nhầm. Đây là bên này mới đúng đường. Phải đi nhầm đường. Đây, vào hang. Cái bộ river này mặc gì xấu thế. Lên đây, đúng rồi. Cái bộ river này mặc gì xấu thật. Nào, mở cửa. Let's go. Đằng sau con dao găm nhưng không bao giờ được dùng. Điều thật. God of Điều. À, mày trốn rồi mày. Ừ, không ném đi. Mình về nhà quê luôn. Đấy, thấy chưa? Tai mắt của Odin là vãi trưởng. Cứ con chim xanh như là phải tiêu diệt ngay. Bắt bài rồi. Có ngã ở trong đây không? Ôi, nhìn đẹp chưa? Núi tuyết luôn. Is that smoke? Là khói à. Con đừ rồi. Mày thích đừ không? Mày thích đừ không? Cái này có đường. Ở tại sao không? Nó cứ phong ấn mấy cái hòm bởi mấy cái này nhỉ? Mình không phá được luôn đấy.
Wow. Anh nhìn mà xem. Để khoan đã. Tại sao chỗ này nó có luồng khói đen này? Có một cái luồng khói đen ở đây. Có thể mình cần phải hóa giải. Stay back, boy. What is that? We must find another way up. The witch. Wish she was here. Bet she could get us past this. My magic is useless against the Black Breath, and there's no way around it. Odin saw to that long ago. What are you doing here? Making sure you can finish your journey. Why wait to warn us? I was busy saving my friend, if you remember. The Black Breath is a corruption of magic. Even I can't dispel. Only the pure light of Alfheim is strong enough to break through. The road is long. What does this goal mean to you? It's everything. Follow me. Why help us? Maybe I see more of myself in you than I'm willing to admit. Maybe. Maybe by helping you, I'll make up for a lifetime of mistakes. Or maybe I just like you. Even though we shot your friend? Even though you shot my friend, yes. Where must we go? To a realm beyond your own. Giết hết các thần ở Hy Lạp. Hoàn thành việc lên núi được 2000 XP. Kéo bước phù thủy Osuke. Nào đi, let's go. Đi nào, chào mày đi chậm hơn nha. Only for a little while. Từ từ, mình đang chạy cơ mà. Đến đây là thành đi bộ. Mình sợ luôn. Kiểu con này nó mới cho đi được cái đường này à? Không biết chơi cái này á. Cái này nó game ấy mà. Không, cái này nó có cốt truyện à. Mình chơi theo cái mạch cốt truyện nó chứ không phải chơi dòng game MOBA. Cảm ơn Giang nhá. Cảm ơn em. Dwarves are awfully resourceful. And irritating, based on the two we have met. That too. Cái gì đây? Có 9 tiền. Just give that a turn. Hay thử xem. Đây à? Lười thế, nó biết đi mà nó không ấy, nó bắt mình phải làm. Tyr's temple is at the center of the world. It is from there we travel to Alfheim. Thankfully, it's no longer underwater. Why is that creature in the bay? No one knows. It just appeared one day. Soon after, Thor attacked, and their battle could be felt across all the realms. Ultimately, it ended in a stalemate, and Thor returned to Odin empty-handed. The serpent stayed and grew so large, he now spans all of Midgard. See? Told you. Destined to kill each other. Phần 4 thì tan đi giết cái gì ấy. Ragnarok. I dearly wish I didn't, child. You know, we actually talked. Nếu mà bạn nào mà không hiểu thì có thể lên YouTube và tìm cốt truyện God of War 1, 2, 3 để tìm hiểu trước. Never heard before. But when he talks, sao mà nó có tên là thần chiến tranh? Sadly, no one can. Vì sao lại tên là thần chiến tranh hả? Oh. Must be lonely. Đường này nhìn lạ đấy nhỉ? Vừa nãy có đi đường này đâu nhỉ? Watch your step. Just along here. You sure? We came through here before and there's no way back at all. See? Is that so? Let me show you. Chỗ này nhìn hơi quen. Chỗ này nhìn hơi quen nha. Nhìn chỗ này đi rồi đó nhỉ? Watching? Rios. What? It's solid. Elven architecture. My bowstring was soaked in the light of Alfheim. It can now reawaken the magic of the elves. Wait, it won't just disappear, will it? Not as long as the light shines free. This way. Không ngã được. Mình rất muốn ngã. Bạn biết phép à? Đúng rồi, bạn ơi, bạn. Bạn này là phù thủy.
It's Vanir. You know of it? Đã hỗ trợ mình trong cái quá trình di chuyển. Other than say much about the Vanir gods. Just that và nhiều thứ khác nữa. Ở trong cốt truyện của game. They're the good guy. There are no good gods, boy. Thought I taught you that. Có cần mở cửa không? Biết tự nhiên cứ đứng đi nhìn. Cái cửa này bây giờ lại mở được rồi này. Vừa nãy có mở đâu, vừa nãy mình phải đi đường khác. Đúng rồi. Cửa này vừa nãy có mở đâu. Vừa mình phải đi đường khác để lên. With help from the giants. Great Tyr used it to travel the nine realms and keep the peace. Cái đoạn này mình có thể chạy nhanh được mà. Everywhere we go, we're attacked, especially by dead things. The risen dead grow ever more numerous. Once the roads and trails would have been full of people. Now all have hid or fled, save for the reavers, savage enough to survive in such a world. Thêm một mới. Được tê để xem nhật ký. Thêm được cái gì nào? Nghe River là cái con này. Make a right at the bottom of these stairs. Với bậc thang thì rẽ phải. Đây à? Hey, another one of those light crystals. Wait there while I reawaken the light. Ánh sáng. À, thế là bà lại bám mở đường cho mình. Vừa đây là đi đoạn này rất nhiều rồi nhưng mà nó không mở. Này, phải cần các bà này. Mending the disrepair. Start by lifting that axle. Như vậy là cái này nó hỏng. Điều chỉnh cây cầu. Good. Now push it back. Bây giờ để nó vào đúng vị trí. Nước e thấy bản hộ luôn. Bây giờ để đánh vào đường ray. E. Chuyển vào nhiệm vụ. Perfect. Hoàn hảo. Bây giờ để cây cầu dọc theo đường ray. Có một lựa chọn duy nhất đây là nút V kép. Thằng bố bị đẩy thoát ấy. Thằng con ngồi trên kia kìa. Thằng chán không. You're really strong. Just keep pushing until. Cứ đẩy đến khi cây cầu đến được vị trí đầu tiên. Bãi trưởng. Mệt chưa? Không khỏi nữa. He's always been really strong. So about the dead. We heard someone call them Hellwalkers. But what are they? They are poor, restless souls. Những hồn đáng thương phải được an giấc. Why what? Could Vanir magic raise the dead? It could. Kìa kìa kìa. But this is no spell. Cái kia đoạn núi nha. Cái này. Thằng bố thì đẩy phát nạn ra. Thằng con thì ngồi trong đánh đù kìa kìa. That is all I know for sure. À đến rồi, đến rồi, đến rồi. Hoàn hảo, lên đây lại là sao rồi. Ok. Nhà bước phù thủy. I did not hurt my back. Hơi ảo, ta không đau lưng. Through these doors. Tôi nói đâu nhỉ? So did the giants or the elves build Tyr's temple? All the races helped with its construction. It was the last great act of cooperation between the realms before peace disappeared for good. Cái này đúng không? Chỗ này là chỗ đi tàu mà. Không, chỗ này chưa cần, chỗ này chưa cần. À, autosave bãi trưởng. Cứ tưởng làm sao? Nhìn cái gì? Có phải đi vào nhà không? Trông vẻ hơi già dặn một tí. Chắc là hơn tuổi mình ấy. Sướng nhỉ? Đi có thằng mở cửa cho. Cầu bị lệch có thằng chỉnh sửa cho. À, người đâu mà sướng thế. 35 mét nữa. Đi thẳng về trước. Đi đi chỗ trước mặt rồi. Làm cái gì không biết. À, lại mở cầu à, vãi trưởng. Leosa. Your bowstring stopped glowing. Its power is now depleted. Only a few knocks of magic remained in the bowstring and we used them. À. Your bow, please. Cháu cũng mượn cây cung của cháu. Mượn. Mượn thì mượn cho đàng hoàng. Mượn cho cháu cái ta giật mình. Don't forget. Rồi như vậy, bây giờ cây cung của thằng này nó sẽ được lên một tầm cao mới.
Bởi vì nó là cái dây cung màu xanh, nó sẽ bắn vào cái viên màu xanh xanh kia được. You talk like you're not coming with us. I'll try, but measures were taken to keep me trapped in Midgard. Why? The gods don't care for me much. Is this it? So dark. This temple has been asleep underwater for almost 150 winters. It needs only the light of the Bifrost to reawaken. Khu vực đã phát hiện phòng dịch chuyển giới diện. Phòng dịch chuyển giới diện. Đồng tình vãi, ứa mồm. Bên này viên đá xanh. Bên này viên đá đỏ. Đi ra viên đá đỏ trước. Those roots don't look like your magic. They aren't. These roots are part of the great world tree. Ok, cứ thế nói chuyện mình, cứ thế đi chơi. Chắc là phải đi vào kia rồi, một cái đơn nó đang đợi mình. Nó không thèm gọi mình đi. Nó cứ để mình đi lang thang này. Over here. Bên này. Approach the table. Đến chỗ bàn đi, đến rồi đấy. How does it work? You will need this, a Bifrost, to create travel between realms. It can capture, hold, and transfer the light of Alfheim. Place the Bifrost there. What now? Give it a moment. The temple needs time to wake up from its long sleep. It is from this room, and this room alone, that you will be able to cross between realms. What you see before you represents the temple in which we stand, as well as the realm towers that encircle the Lake of Nine outside. All the realms exist in the same physical space, reflections of each other. These doors, the towers outside, and the Nine realms are all intertwined and coexisting on the branches of the World Tree, separated only by the Bifrost Light of Alfheim. This place can focus and control that light. And is this the World Tree? Only an artistic representation of it. No, the Yggdrasil is much, much more than this. The Tree of Life is bound to the fate of the world, just as we are bound to it. The tree nourishes our soils. The dew from its leaves feeds our valleys and rivers. The tree's very existence supports all of creation along its boughs. Its life energy interwoven into the tapestry of life. Birth, growth, death, and rebirth. Every strand transcending time, transcending space. Everything comes back to the tree. So, that's how it works. But I'm guessing you were looking for a more practical answer. Yes. Very well. The bridge you pushed outside is currently positioned to lead to the realm of Vanaheim. Instead, turn the wheel to our actual destination, Alfheim. Wait, is this moving the big bridge outside? Yes, the wheel turns the bridge, and the bridge aligns to the different realm towers on the lake outside. Wait, there's no tower on this one. And that's why realm travel to Jotunheim is impossible. Without a tower for the bridge to lock into, the sequence can't begin. Every realm has a travel rune that unlocks the bridge to that realm. I'm giving you the one for Alfheim. Now you can lock in your destination. We're ready. Remember to take the Bifrost. You don't want to lose that. Now the realm travel bridge will align, and the realm between realms will open. See that giant crystal? Each realm has a corresponding one that focuses and amplifies the power of the Bifrost, opening the bridge to that realm. That's why realm travel is only possible from this room. What about that one realm tower missing from the lake? The Jotunheim Tower disappeared from all realms over 100 winters ago, when the giants vanished from Midgard. Where the tower went and how they moved it remain a mystery.
hoàn thành cái điện bên kia. Ok, như vậy xong cái phần này rồi. Hôm nay tạm dừng ở đây rồi. Ngồi 2 tiếng rồi. Ngồi gọi là ngồi ngâm thơ ở đây rồi. Ok, đến đây sẽ lưu game nha. Sẽ xem game There's ở đây. No going back until it's replenished with the light of Alfheim. So we are trapped. Hôm nào sẽ ngồi và tìm hiểu game tiếp vậy. Ability should have little trouble getting back to Midgard. And we'll be able to make that black breath go. Nó nhiều quá. Lưu đi. Rồi, ok, bây giờ sẽ tạm dừng đây nha. Thời gian khác sẽ tìm hiểu game và sẽ chiến tiếp sau vậy. Ok. Chào. Chào anh em nha, chào mọi người.